Chị Bí Đỏ mến chào tất cả các bạn nhỏ thân yêu, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Good Morning Việt Nam rồi. Hôm nay chị Bí Đỏ có một đồ chơi rất là dễ thương dành tặng cho tất cả các bé. Đó là đồ chơi về những người tí hon. Và đây là hộp đồ chơi của chúng ta hôm nay. Hộp đồ chơi này còn có tên tiếng Anh là Little People Restaurant. Và đây là cái nhà hàng của những người tí hon các em. Rất là dễ thương. Và đây là ba người tí hon, hai cậu bé và một cô gái. Và bây giờ chúng ta hãy mở cái hộp đồ chơi này ra nhé. Ta có cậu bé mặc áo màu xanh. Và đây là thợ nấu của chúng ta, thợ nấu của nhà hàng này. Và đây là cô gái, là khách hàng. Chúng ta còn có hai cái ghế màu đỏ, là dễ thương. Và một cái bàn màu xanh. Chúng ta có hai cái khay, hai cái mâm để mà đem thức ăn ra cho khách. Rất là dễ thương các em. Các em có thể thấy trứng, rồi salad, bánh mì, pizza, nước cam, vân vân. Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra cái nhà hàng này nha. Nhà hàng này có cửa đóng và mở. Đây là cửa sổ. Và đây là bên trong nhà hàng các em. Và đây là cái quầy thức ăn các em, cái quầy tính tiền. Các em có thể tính tiền tại nơi đây và trả tiền cho khách ở chỗ này. Nơi phía sau này là để cho xe hơi lái lái qua đây và dừng nơi đây. Và chúng ta sẽ trả tiền từ cửa sổ này. Đây là cái máy tính tiền các em. À, và đây là cái nơi mà để những cái mâm thức ăn. Và trên tường sẽ có những cái menu thức ăn như là gà, cá, pizza. Rất là dễ thương, rất là ngon. Và ở phía bên này chúng ta có một cái bàn để cho khách. Trên bàn này thì có mâm, chén, dĩa vân vân. Chúng ta có thể xoay như thế này. À, và mặt dưới là những cái thức ăn. Rất là nhiều thức ăn dành cho khách. Và đây là trên nóc của cái nhà hàng này. Có hình một chú thợ nấu rất là dễ thương đây. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chơi nha. Đây là cô gái. Cô gái này sẽ là người tính tiền. Đây là thợ nấu. Thợ nấu sẽ vào bếp và nấu thức ăn. Thợ nấu sẽ đứng vào đây. Và cậu bé mặc áo màu xanh này sẽ là khách hàng của chúng ta. Và chị Bí Đỏ sẽ kết hợp hai cô gái này. Hai cô gái này sẽ trở thành khách hàng hôm nay. Khách hàng sẽ ship hàng vào nhà hàng để mà order thức ăn nha. Chúng ta sẽ đặt cái bàn ở đây. Và khách hàng sẽ ngồi vào ghế. Cô bé này sẽ ngồi vào đây. Chàng trai này sẽ ngồi vào đây. Chúng ta chỉ có hai cái ghế thôi và cô gái này sẽ đứng. Và chúng ta sẽ order thức ăn nha. Cô gái này sẽ là người hầu bàn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với nhà hàng của chúng tôi. Các bạn muốn order những món gì nào? À, chúng tôi muốn order một cái bánh pizza thật là lớn nha. Ok. Pizza sẽ xong trong vòng vài phút nữa. Các bạn vui lòng chờ đợi nha. Và thợ nấu của chúng ta sẽ bắt đầu nấu pizza các em. Bây giờ chị Bí Đỏ sẽ làm một cái bánh pizza bằng đất sét Play-Doh. Chị Bí Đỏ sẽ dùng màu vàng để làm phần bánh pizza.
Và pizza đã làm xong rồi, các em và cô gái này sẽ mang pizza vào cho quý khách nha. Pizza của quý khách đã xong rồi. Chúc quý khách ăn ngon miệng nha. Cô gái này sẽ trở lại quầy tính tiền. Wow, các em hãy nhìn cái bánh pizza này nè, rất là ngon. Chị Bí Đỏ đã cắt ra những miếng nhỏ cho những bạn nhỏ này nha. Rất là ngon, và bây giờ các bạn của chúng ta sẽ cùng ăn bánh pizza thôi. Nhum 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 nhum, ngon quá. Cô gái này nha, cái này sang. Nhum 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 nhum, ngon quá. Cô gái này cũng sẽ lại ăn luôn. Nhum 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 nhum. Và đầu bếp cô sẽ cùng tham gia. Đầu bếp sẽ cùng ăn pizza luôn. Nhum 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 nhum. Ngon quá. Và bây giờ chúng ta sẽ thay đổi món nha. Chúng ta sẽ đặt pizza xuống nào. Các bạn đã ăn xong rồi. Ta sẽ đem thức ăn khác ra nào. Chúng ta có trứng luộc và salad. Bánh mì và một cái pizza nữa. Ta sẽ đặt lên bàn nào và tất cả cùng ăn nữa nha. Nhum 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 nhum, ngon quá. Hai cô gái này nha, nhum 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 nhum, ngon quá. Cô gái này nhum 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 nhum, no quá. Nhà hàng này bán đồ rất là ngon, các em bán thức ăn rất là ngon. Video của chị Bí Đỏ đến đây là hết rồi các em. Chị Bí Đỏ mến chúc các em có một ngày mới thật là vui nhé. Và nhiều video về những người tí hon của hãng Fisher-Price ngay trên kênh Good Morning Việt Nam. Và đừng quên nhấp vào đăng ký để được tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của kênh Good Morning Việt Nam nhé. Chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.